Ê, mình mới mua được con gà đây. Xô màu trắng mình mới mua nó đây. Giống gà này thì thật sự nó rất là hiếm. Nó hiếm lắm. Mua lâu lắm mới được mấy con nữa nè. Đây một con nữa, nhưng mình không có chỗ cho nên mình bỏ đợi ở đây. Chút nữa mình sẽ dọn chỗ rồi mình bỏ cái con gà này vô. Trắng mà nó rất đẹp. Vì người chủ nó không có chăm sóc kỹ cho nên nó như vậy. Bây giờ bữa mình nuôi lại cho nó lớn lên rồi review cho các bạn xem. Đó. Đây là con gà. Đây là một trong ba con gà mình mới mua đấy. Con gà này khoảng chừng 10 13 14 tháng, 15 tháng.